Lao kiến qua, ở ở Việt Nam mình đó, mình chạy xe nó có kiến đèo đèo, người ta không 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 đến nỗi bắt buộc, bên đây là bắt buộc. Để mình chia sẻ cái nhà cái vụ bằng lái bên đây nha. Ở đây là mình đang ở cái Thụy Sĩ, thì ở cái đất nước Thụy Sĩ này các bạn, bạn có cái bằng lái Việt Nam mình á, bạn qua đây bạn vẫn chạy được nha. Bạn qua đây bạn đăng ký, nhưng mà cái bằng lái của các bạn á, là phải còn thời hạn 3 tháng nha, 3 tháng đổi lại, chứ còn qua nữa là nó không có cho, nó không có cho đăng ký. Phải còn 3 tháng, còn trong giá trị cái bằng lái của mình giá trị phải 3 tháng, còn sử dụng được 3 tháng. À, giống như cái ngày đáp á, cái đáp á, là giá chót còn 3 tháng. À, các bạn lên đây các bạn đổi ha, các bạn đi lên chỗ đổi á, thì các bạn đổi thì nó cấp cho các bạn một cái giấy tạm để các bạn chạy. Thì trong quá trình nó cấp cho các bạn chạy thử là 1 năm, thì trong vòng 1 năm đó là ví dụ như bây giờ các bạn cứ chạy bình thường, nó cấp cho đi giấy tạm chạy mà, thì xong rồi bắt đầu các bạn kiếm một người thầy. À, các bạn học là nó dạy các bạn á, chỉ chạy ngoài đường mà nó chỉ các bạn là quy định của nó coi theo, ví dụ có 5-10 tiếng vậy đó, đó là đại khái là vậy, tùy theo tùy theo cái tay nghề của mình đó, nó coi á. Mà ở đây nó rất là hay nha, không ăn gian ai được, từ cái thằng thầy, bắt đầu từ thằng thầy là nó không ăn gian được rồi. Khi mà nó phát cái tờ giấy cho thằng thầy xuống là mình đã ghi tên cho nó, là nó trên đó nó có tên mình, nó phát cái tờ giấy xuống ha, nó phát tờ giấy xuống xong rồi nó ghi tên của các bạn á, ghi tên rồi bắt đầu á xuống tới đây nó chấm điểm, bạn chạy đoạn nào nó chấm điểm hết, nó chấm điểm không ăn gian được. Rồi bắt đầu nó chỉ thêm bạn cái nào thiếu là yếu, là nó ghi vô yếu, ngày mai nó bắt đầu nó sẽ ghi lại đúng 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 đúng, nó chỉ bạn xong rồi á, ngày mốt nó hẹn bạn. Hẹn không à, ở đây là hẹn, ở đây là nói chung ra mình nói thì các bạn, ở đây là một cái xứ sở hẹn hò, cái gì bạn làm bất cứ cái gì cũng hẹn hết á, không bao giờ mà bạn ra hẹn cái là có liền nữa. Thậm chí nhiều khi bạn đi tố giác bạn thưa bất cứ một người nào cũng hẹn luôn. À, là vậy là bạn đi tới chỗ đó, cảnh sát đi, cảnh sát ngồi chờ đi, cảnh sát á nó ngồi trong đó nó vẫn, tại vì cái lập trình của họ vậy rồi. Thì bắt đầu mình mới đi ra, mình lấy thử đó. Thì thằng thầy nó dạy mình, nó hay cái chỗ này, nó dạy mình có chính xác, nó dạy mình chạy chạy bình thường, các bạn cứ chạy bình thường đi, rồi á, mình để ý, nói chung ra là mình vẫn để ý cái đường đi nha, mình để ý. Bữa hôm nào mình rảnh mình làm một cái clip để cho ai mà bước qua mà thì chơi hay du lịch chơi mà muốn thuê xe chạy đó, đặng nắm rõ được cái luật để nó chạy bên đây nó rất là dễ, nhưng mà mình hiểu thì nó dễ lắm, nhưng mà khi mà mình bước qua hồi đó mình mới bước qua giờ mình chạy láo nháo chạy không được, thực sự chạy không được, không hiểu chạy không được. Nhưng mà mình chịu khó mà để ý chút, mình để ý chút thì để đợt sau mình làm cái video cho. Thì hôm nay mình nói cái đổi cái bằng lái đây cho các bạn. Các bạn đổi cái bằng lái thì 1 năm đó, trong vòng 1 năm thì các bạn còn khoảng chừng 2 tháng nữa gì đó không cũng biết, và các bạn thấy các bạn vững vàng chạy vững vàng quen rồi đó, thì các bạn mới ra và các bạn kiếm người thầy nào dạy, người ta giới thiệu hay giới thiệu gì đó, rồi bắt đầu kiếm người thầy mà không có Việt Nam nha các bạn. Thầy ở đây toàn là hình như là hồi xưa có Việt Nam mà giờ ở bên mình ở đây á, thì mấy người Việt Nam mình người ta cụ người ta nghỉ rồi. Giờ mình đang học là mình học cái người Tây, nhưng mà người Tây họ cũng dễ thương, mình không biết nói, nhưng mà mình mượn cái một cái người nào ở sau á ngồi phiên dịch cho mình. À, nó kêu mình như thế nào là người ở sau phiên dịch cho mình, nó cho đi theo. Thì khi mà các bạn cứ học đi rồi bắt đầu cái nó ghi cho các bạn, ngồi cái bên nó ghi xong nó dạy các bạn, dạy các bạn chạy đường này như thế nào á, dạy xong xuôi bắt đầu các bạn cứng tay lái, xong rồi các bạn nó mới cho các bạn thi. Mà trước khi thi á, là nó trước khi 1 giờ, giống như Việt Nam vậy đó, trước khi đi thi là các bạn phải thuê cái xe đó 1 giờ, là 1 giờ là 1 giờ là 95 đồng, coi như 100 đồng các bạn, 1 giờ tính ra là 100 đồng. Nó chạy nó hướng dẫn cho các bạn 1 giờ y chang Việt Nam vậy, trước khi đi thi là giống như phải phải tập trước một khóa vậy đó, đặng vô chạy đó cho vững vàng đó. Đó là Việt Nam mình đổi bằng lái qua đây chạy được nha các bạn, chạy được bình thường hết, bằng lái Việt Nam mình đem qua đây chạy được, đổi chạy nha.
thì bắt đầu. Nhưng mà các bạn suy nghĩ cho kỹ, ví dụ như mình trước khi mình vững vàng mình thi, mình học cho kỹ, mình quyết định mình thi chỉ có một một lần thôi nha, rớt là bắt đầu mình học cái lực nó từ đầu cho tới đuôi luôn, coi như bằng lái mình dục đó, không có sai đó, cẩn thận. Thành ra mình nói chung ra thì nó cũng dễ lắm các bạn, cái luật ở ở ở thị trấn này nó xe nó chạy dễ lắm, không có gì khó. Mình hiểu nó một cái là ra, chỉ cần ra đường mình để ý người ta chạy, để ý từng ngõ ngách người ta chạy là mình biết liền tại sao tự nhiên thứ đó người ta nhường cái người này, người ta nhường người kia, người ta thắng lại đúng là người ta qua được cái gì, nhưng mà người ta không qua, người ta nhường. Thì đa số phần á là mình á là giống như vô bùng binh á, là các bạn phải nhường nhường cái người bên tay trái người ta đang tới đó. Nói chung ra mình vô mình chạy đi, mình để ý mình biết, mình giống như bây giờ mình kể cho các bạn nghe là ở bên cái Việt Nam á, mình đem cái bằng lái qua đây mình xài xài vẫn được, lái vẫn được nha. Giống như bạn bè mình cũng hỏi qua đây bằng lái mình có chạy được không, mình nói chạy được nha các bạn, đem qua đây chạy được hết á. Nhưng mà các bạn cầm cái tờ giấy tạm thôi chứ không phải là tờ giấy của thị sĩ. Nhưng khi các bạn thi xong thì các bạn có một cái tờ giấy, một cái bằng của thị sĩ, nó rất là dễ. Còn nếu mà các bạn ở bên Việt Nam mà đi qua đây á, chịu khó học cái bằng bển, chịu khó học cái bằng bển và biết lái sơ sơ thôi. Tại vì á, bên Việt Nam mình á, các bạn biết sao không? Ở bên Việt Nam mình á, đông người lắm, mình lái mình khớp. Các bạn chỉ cần biết lái sơ sơ bển, ví dụ như biết điều khiển xe thôi, không cần cứng tay lái đâu. Các bạn qua đây các bạn chạy là tự động nó cứng tay lái thôi. Tại vì ở bên đây á, đường nó vắng que hả, nó không phải như bên Việt Nam mình đông đúc mà mình chạy mình phải căng thẳng, không có. Ở bên đây rất là dễ. Thành ra các bạn ai mà muốn đi qua thị trấn này hoặc là đi du lịch ở chơi dài hạn đó, mà muốn muốn cầm được cái tay lái xe để mình đi tự túc đó, giống như mình mua thuê xe, nó có cho thuê xe ở đây nha. Rồi bắt đầu mình thuê xe mình đi tự túc, mình đi tự túc mình muốn đi đâu chơi thì các bạn nên học cái bằng lái bên Việt Nam. Biết lái sơ cũng được, các bạn qua đây dễ lắm. Các bạn qua đây đăng ký các bạn chạy, ở đây đường nó vắng que hả, các bạn chỉ cần để ý người ta chạy sao mình chạy vậy là được rồi, nó rất là đơn giản. Chứ còn còn mà mình đã đi qua đây á mà mình định cư hoặc là mình đi qua đây mình ở dài hạn mình làm việc hay là cái gì đó đó mà mình không có bằng lái bên đây á, mình học ở bên đây là mình thua, học không nổi đâu. Giống như bây giờ cái tuổi của mình nó không có tiếp thu vô nữa, thứ nhất. Thứ hai nữa, mình khi mình bước cái chân qua cái xứ sở, cái đất nước người ta, mình lu bu nhiều việc lắm, mình không có thời gian đâu, đầu óc đâu mà mình học đâu. Thành ra mình nó rất là dễ cho mình là nên học cái bằng lái bển trước đi. Học cái bằng lái bển, các bạn dù sao gì nói các bạn cũng hiểu rồi đó, học bên bằng lái Việt Nam rất là dễ, không có gì khó đó, đó không có gì khó đó. Nhưng mà các bạn cầm được cái bằng lái của Việt Nam đi, các bạn đem vào đây, đem vào đây các bạn nộp vô đây các bạn thi. Nếu mà mình ở đây lâu dài hoặc là mình ở đây du lịch gì đó thì các bạn nên lấy cái bằng lái ở bên Việt Nam nó hay hơn. Qua tới đây các bạn lấy có cái bằng nó cấp cho các bạn lên các bạn trình đó, thì có cái bằng mà chạy tạm á, nó cấp cho mình cái giấy chạy tạm đó, là bắt đầu các bạn chạy thôi, ok thôi, không có gì hết. Ok nha các bạn, chào cả nhà nha.